Nếu như quý anh chị đang tính mua cho mình một chiếc xe Santa Fe với khung giá tầm tiền đang mong muốn ngoài 700 triệu một chút, thì em Trường hôm nay sẽ mang đến một chiếc xe với khung giá tầm tiền ngoài 700 triệu để quý anh chị tham khảo anh chị nhé. Với chiếc này là chiếc Hyundai Santa Fe có năm sản xuất là 2017, bản xăng cao cấp nhất anh chị nhé. Có ngoại thất màu đen và nội thất là màu kem. Một chiếc xe chạy 8 vạn km zin và ngoại thất thì còn rất mới, nội thất thì cũng còn rất là căng anh chị nhá. Mời anh chị cùng em Trường kiểm chứng chiếc xe trong khung giá ngoài 700 triệu một chút anh chị nhá. Như anh chị đang quan sát thì những chi tiết của chiếc xe, từ phần đầu xe hay là mọi chi tiết của chiếc xe, em sẽ quay thật là kỹ càng để anh chị đánh giá chiếc xe. Còn rất mới anh chị nhá. Mọi cái là còn nguyên zin và cam kết với anh chị là chiếc xe này không bị đâm va mà không bị ngập nước, máy móc keo chỉ, mọi cái là nguyên bản anh chị nhá. Đó, những chi tiết anh chị đang quan sát thì anh chị sẽ cảm nhận được về cái độ mới của chiếc xe này. Là rằng cả năm quả chưa bị chảy xước anh chị nha. Lốp thì dày bịch, nước sơn thì còn rất là đều xẻ. Tất nhiên là cũng không được sơn zin 100% đâu anh chị nhá. Cũng tỉa tót, vá víu một chút rồi anh chị nhá. Nhưng mà cam kết với anh chị là không phải là bị đâm mà vá víu đâu ạ. Cũng chỉ xước sát là bên em cho spa thôi. Đó, cho đến từ nội thất, vô lăng, đấm số hay bộ ghế da hay tabli tablo, anh chị hãy quan sát thì chúng ta sẽ cảm nhận được về cái độ giữ của chiếc xe và cái độ mới của chiếc xe. Sau 6 năm sử dụng thì nó còn được khá là ok anh chị nhá. Đó, từ ghế trước, ghế sau hay là trần phào. Bản này bản premium, bản cao cấp nhất nên là đã được trang bị cửa sổ trời rồi anh chị nhá. Santa Fe N2017 4WD. Đó, máy xăng 4WD là bản 2 cầu anh chị nhé. Cốp được trang bị là cốp điện rồi. Đó, những chi tiết của chiếc xe thật sự là còn rất mới, cho đến từ hàng ghế thứ 3 thì cũng còn rất là mới anh chị nha. Nội thất rất là ok. Cam kết với anh chị là anh chị xem xe sẽ là ưng xe. Và cho đến từ gầm xe thì cũng còn rất là đều anh chị nhé. Đó, nước sơn ngoại thất đến nội thất của chiếc xe thì còn quá là mới luôn. Mọi cái của chiếc xe còn rất tuyệt vời anh chị nhé. Nếu như anh chị quan tâm đến chiếc xe thì hãy liên hệ trực tiếp với em Trường theo số điện thoại trên màn hình anh chị nhé. Và chiếc xe vẫn được hỗ trợ trả góp ngân hàng. Anh chị muốn mua qua ngân hàng thì bên em sẽ hỗ trợ được anh chị nhé. Anh chị hãy alo trực tiếp cho em Trường hoặc qua trực tiếp bên em theo địa chỉ 99 Trương Công Giai, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội anh chị nhé.